muốn hạnh phúc là phải có đủ bốn biến đó. Thì thực ra cái định nghĩa của hạnh phúc là như này: hạnh phúc là một hàm gồm bốn biến, mà các bạn phải đạt đủ cả bốn biến này các bạn mới hạnh phúc. Còn nếu như mà thiếu biến nào hoặc là biến nào nó yếu hơn thì các bạn không hạnh phúc. Thì đấy, đầu tiên là sức khỏe, thứ hai là sự nghiệp, thứ ba là gia đình, thứ tư là bạn bè. Đấy, nên nhiều bạn bảo là hạnh phúc là có tiền, thì thực ra là tiền thì nó là nằm trong biến sự nghiệp, nó là một trong bốn biến thôi. Có tiền nhưng mà ví dụ sức khỏe yếu, suốt ngày phải đi chữa bệnh thì cũng làm sao mà vui được, làm sao mà cảm thấy hạnh phúc được. Bạn thử có một cái răng đau xem, bạn có bao nhiêu tiền bạn không nghĩ đến đâu, bạn có bao nhiêu công việc bạn cần giải quyết bạn cũng không nghĩ đến đâu, bạn chỉ nghĩ đến cái răng của bạn thôi. Đấy, có tiền, có sức khỏe nhưng mà gia đình lại không hòa thuận, vợ chồng lại cãi cọ nhau suốt ngày, con cái thì hư thì cũng không hạnh phúc. Rồi là có tiền, có sức khỏe, gia đình êm ấm nhưng mà bây giờ gọi các bạn đi chơi chả ai chơi cùng mình, rủ đi nhậu chúng nó trốn hết, rủ đi du lịch thì có mỗi mình đi với gia đình mình thôi. Cái lúc buồn về chuyện gia đình thì gọi không có thằng bạn nào tâm sự cả. Cái lúc mà mình gặp khó khăn trong kinh doanh thì gọi không ai đến, thì lại cái biến bạn bè nó cũng không đạt thì cũng không hạnh phúc. Đấy, tóm lại là